Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Thi công chậm, dự án Diễn Châu, Bãi Vọt sẽ vào diện quản lý đặc biệt. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 6 đưa dự án Diễn Châu, Nghệ An, Bãi Vọt, Hà Tĩnh vào tình trạng theo dõi đặc biệt vì thi công chậm. Sau khi chậm chạp trong huy động vốn tín dụng, khiến Bộ Giao thông Vận tải phải ra tối hậu thư, dự án Diễn Châu, Bãi Vọt thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam tiếp tục thi công ì ạch. Đến ngày 23 tháng 4, sản lượng thi công dự án mới đạt khoảng 270,56 trên 8.595 tỷ đồng, gần bằng 3,1% theo giá trị hợp đồng, chậm 1,39% so với tiến độ điều chỉnh. Trước tiến độ trên, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông chủ trì thực hiện kiểm tra hiện trường dự án này trong 4 ngày, 20 tháng 4 đến 23 tháng 4. Báo cáo của Cục Quản lý Xây dựng vừa gửi về Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, trong 4 gói thầu thuộc dự án, gói thầu XL01, XL02 hiện chủ yếu vẫn nằm ở công tác chuẩn bị, đào bóc hữu cơ, thi công đường công vụ với giá trị sản lượng thấp nên giá trị giải ngân thấp. Đến ngày 23 tháng 4, nhà thầu mới bố trí 17 trên 23 mũi thi công. Cạnh đó, đường điện phục vụ thi công hầm Thần Vũ, phía nam cầu Hưng Đức chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến thi công các hạng mục chính của dự án. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Xây dựng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu doanh nghiệp dự án chỉ đạo công ty Hòa Hiệp khẩn trương huy động nhân lực triển khai ngay việc thi công khoan cửa phía nam hầm Thần Vũ. Song song đó, nhà đầu tư phải chỉ đạo huy động ngay các mũi thi công còn thiếu. Về gói thầu XL03, nhà thầu là công ty cổ phần tập đoàn Senco 4, thi công chính hạng mục. Tuy nhiên, tiến độ chưa đáp ứng, nguyên nhân là do nhà thầu chưa bố trí đủ mũi thi công theo kế hoạch. Nhiều hạng mục chính có khối lượng xây dựng tiến độ dồn về thời gian cuối dự án. Do vậy, dù hiện nay mặt bằng đã có, nhưng hiện trường chưa triển khai. Còn gói thầu XL04, Cục Quản lý Xây dựng đánh giá là chậm nhất, do doanh nghiệp dự án mới ký kết hợp đồng nguyên tắc, chưa ký hợp đồng chính thức với công ty cổ phần Thái Sơn để thay thế nhà thầu trước đây. Thực tế, công tác lựa chọn nhà thầu của nhà đầu tư quá chậm, Cục Quản lý Xây dựng khẳng định. Theo đó, Cục Quản lý Xây dựng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 6, đơn vị quản lý trực tiếp dự án, đưa dự án vào tình trạng theo dõi đặc biệt trong 2 tháng, tháng 5 năm 2022 và tháng 6 năm 2022. Trường hợp dự án không có sự chuyển biến tích cực, không đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn nhà nước theo kế hoạch năm 2022, Ban Quản lý Dự án 6 căn cứ điểm K khoảng 39.2, điều 39 của hợp đồng BOT để phát hành văn bản nhắc nhở lần thứ nhất. Theo Bộ Giao thông Vận tải, quy định hiện hành, nhà đầu tư thi công chậm, nhà nước có văn bản nhắc nhở lần thứ nhất. Nếu nhà đầu tư vẫn tiếp tục không có chuyển biến và huy động không đủ mũi thi công như tiến độ lập, nhà nước tiếp tục có văn bản nhắc nhở lần 2 và lần 3. Trên cơ sở đó sẽ xem xét thời điểm quyết định chấm dứt hợp đồng BOT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.